Bạn cứ thử cầm thẻ sức khỏe của bảo hiểm đến bệnh viện tư và bệnh viện công khám là sẽ thấy người sở hữu chiếc thẻ bảo hiểm sức khỏe lúc nào cũng được chăm sóc tận tình và hưởng chế độ dịch vụ tốt hơn. Bạn phải nằm viện điều trị, phải uống thuốc đắt tiền, lỡ không may bị tai nạn rủi ro, bỏng da, hỏa hoạn hoặc xấu nhất là mất đi, thì lấy tiền đâu chữa trị, lo chi phí mà không ảnh hưởng đến tài sản đang tích lũy và không là gánh nặng cho những người thân yêu còn lại. Lúc đó, có phải bảo hiểm nhân thọ mới lo, chứ còn những cái bảo hiểm phi nhân thọ hay bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội chả lo được bằng không. Bạn thử đến bệnh viện sinh đẻ quốc tế và bệnh viện công để so sánh khi phụ nữ vượt cạn ở cả hai nơi được chăm sóc đối xử như con người và như con heo nái đẻ, xem có khác biệt không. Hãy thử đến các bệnh viện ung bướu nơi người ta phải bán cả gia tài để điều trị bệnh, để hiểu rằng nếu bạn không tự sắm một hợp đồng bảo hiểm để tự bảo vệ cho chính mình và chăm lo cho những người còn lại, thì có phải chẳng khác nào bạn đang ra giữa biển mà không có bất kỳ phao cứu sinh hay thuyền cứu nạn không? Hãy tham gia bảo hiểm nhân thọ ngay khi mình còn trẻ, còn khỏe và tham gia được.